Video này chúng ta sẽ tìm hiểu vị trí của các nốt nhạc ở trên cần đàn. Chúng ta ký hiệu cái vạch đôi này là cái ngựa bằng minh họa cái ngựa bằng nhựa ở cuối cần đàn đấy, là kết thúc của các dây đàn ở chỗ gần chỗ lên dây đàn đấy. Thì đây là cái vạch kết thúc của các cái dây đàn. Và chúng ta có 6 dây đàn. Tiếp theo là chúng ta sẽ trên cái cần đàn là chúng ta có những cái vạch đồng, những cái thanh đồng chia các cần đàn ra thành các khoang. Ở đây là mình lấy ví dụ là có 5 khoang đi. 1 2 3 4 5. Thông thường thì chúng ta mới chơi chúng ta chỉ chơi ở ba cái khoang đầu thôi. Nhưng mà tôi vẽ thêm cả khoang 4, khoang 5 để minh họa một vài cái nốt. Chúng ta có 6 dây. Từ trên xuống dưới là số 6, số 5, 4, 3, 2, 1. Dây bé nhất là dây số 1 ở dưới cùng. Dây mi. Thì còn dây to nhất, dày nhất ở trên cùng là dây số 6, là dây mì. Thì thông thường mọi người hay nói thứ tự là mì là rê, sòn, si, mi này. Mà nó lại là thứ tự là 6, 5, 4, 3, 2, 1. Đó, thì nó hơi ngược so với cái thứ tự của dây. 1, 2, 3, 4, 5 thì lại là từ dưới lên trên cơ. Nhưng mà chúng ta hay nói là mì là rê, sòn, si, mi. Thì nó đánh xuôi từ trên xuống dưới. Thì chúng ta có 6 cái dây. Dây buông. Khi mà buông ấy, thì nó sẽ lần lượt là các cái dây mì là rê sòn si mi tương ứng với các nốt mì là rê sòn si mi đúng khi đánh dây buông thì chúng ta lần lượt được các cái nốt nhạc là mì là rê sòn si mi. Thế thì bây giờ là căn cứ vào cái quy tắc là nửa cung với một cung cách nhau của các nốt thì chúng ta sẽ dò ra được các nốt nhạc ở trên cần đàn. Đầu tiên là chúng ta tìm hiểu cái dây mì trước. Dây số 6 to nhất ở trên cùng ấy. Thì chúng ta có nốt mì đến nốt mì đến pha đúng không? Mì pha. Mì pha cách nhau nửa cung. Vậy thì nó nằm ở đâu trên cái cần đàn bây giờ? Mì pha cách nhau nửa cung thì nó nằm ở khoang 1 trên cần đàn. Đó. Mì pha chúng ta ấn ở khoang 1 ở trên cần đàn ấn vào cái dây 6 đấy là nốt pha được chưa? Từ nốt pha đến nốt mì pha son thì son cách pha là một cung nó sẽ nằm ở khoang mấy trên cần đàn ạ? Một cung là hai khoang, như vậy nó sẽ nằm ở khoang thứ ba. Chúng ta sẽ được nốt son là ở khoang thứ ba. Từ son cho đến la cách nhau cũng một cung nên nó sẽ nằm ở khoang thứ năm. Fa son la. Chúng ta sẽ được nốt la ở khoang thứ năm đúng không ạ? Thì nốt la này ấy, chúng ta nếu mà chúng ta ấn dây dây to trên cùng ấy, ở phím 5 ấy thì chúng ta đánh cái dây buông ở dưới cùng ấy, dây dây la ở dưới ấy, thì chúng ta thấy nó cung bậc bằng nhau thế nên là người ta không bấm ở phím 5 mà người ta sẽ quay về chơi dây buông là dây thứ năm. Thì hai cái nốt này bằng nhau, hai cái nốt là phím 5 và dây buông, phím 5 của dây 6 và dây buông của dây 5 ấy, thì nó bằng nhau nên là chúng ta sẽ chơi ở cái dây buông chứ chúng ta không bấm vào đến tận phím 5 làm gì. Đó thì chúng ta có hai dây này bằng nhau.
rồi từ nốt la cho đến si, la si cách nhau một cung nữa, thì nó sẽ ở đây là khoảng 2, là si, là si, từ si đến đô cách nhau nửa cung và nó nằm ở khoảng 3. Từ si đô cách nhau nửa cung đó, từ đô đến dê cách nhau là một cung, nên là nếu mà bấm ấy thì nó ở ở khoảng 5 đó, khoảng 5. Nhưng mà khoảng 5 ấy, bấm bấm dây 5 ở khoảng 5 ấy thì nó sẽ bằng dây buông, nó sẽ bằng dây buông dê, bằng dây 4 buông. Thế nên là người ta cũng không chơi cái phím 5 làm gì cả, mà người ta sẽ chơi dây buông ở 4. Rồi, từ D cho đến Mi. Từ D đến Mi cách nhau rồi. D, Mi cách nhau một cung, nó nằm ở khoảng 2. Từ Mi cho đến Fa cách nhau nửa cung, nên là cách nhau nó nằm ở khoảng 3. Nốt Fa nằm ở khoảng 3. Từ Fa cho đến Son ấy thì cách nhau một cung, nên nó sẽ nằm ở khoảng 5 này, đến nốt Son. Nhưng mà nốt Son ở khoảng 5 này, nốt Son khoảng 5 ở dây 4 ấy, thì nó sẽ bằng dây buông, nó sẽ bằng dây buông ở dưới. Thế thì người ta sẽ chơi cái dây buông 3 chứ không, người ta không chơi cái phím 5 đúng không ạ? Từ son cho đến la thì cách nhau một cung, nên là nó sẽ nằm ở khoảng 2. Nút la nằm ở khoảng 2. Son la, từ la cho đến si cách nhau một cung, nên nó nằm ở khoảng 4. Như là nốt C này ấy, thì lại bằng dây buông ở dưới. Đây là người ta chơi dây buông này, chứ người ta lại không chơi cái khoảng 4. Hai cái nốt này bằng nhau. Rồi, từ C cho đến Đô là cách nhau nửa cung, nên nó nằm ở khoảng 1. Từ Đô đến dê cách nhau, từ đô đến dê cách nhau một cung, nên nó nằm ở khoảng 3 đó. Từ dê cho đến mi cách nhau một cung, nên là nếu mà bấm ấy, thì nó sẽ nằm ở khoảng 5 này. Dê mi đúng không ạ? Nhưng mà cái nút mi này thì nó lại bằng dây buông, nó bằng dây buông ở dây dưới cùng đây, bằng dây nút này, nên là người ta sẽ chơi dây buông chứ người ta không chơi ở phím 5 đúng không ạ? Hai cái này bằng nhau. Từ mi cho đến pha cách nhau nửa cung, nên là nó nằm ở khoảng 1. Từ pha cho đến son cách nhau một cung, nên nó nằm ở khoảng 3. Nói chung là như vậy, là chúng ta sẽ chơi đến cái nốt như này thôi, chứ chúng ta không nên không bấm lên tận nốt mi pha pha son la tận trên cung 5 làm gì. Thì chúng ta sẽ có các nốt nhạc ở ba cái khoang đầu tiên là như thế này. Thì ở cái khoang 5 ấy là chúng ta có các nốt trùng nhau trên dưới. Ấn khoang 5 ở dây trên thì bằng dây buông ở dưới. Ví dụ như là la la này, hoặc là dê dê này, hoặc là son son này.
CC này, hoặc là Mi. Và đây là cái cách so sánh dây. Và ngày xưa khi mà chưa có app để lên dây đàn ấy, thì người ta sẽ thường là so sánh các dây xem là độ cao thấp nó có cân bằng nhau chưa. Ví dụ như là phím nốt la đầu tiên nhé, người ta so sánh nốt la trên với nốt la dưới để xem là âm nó bằng nhau không. Thì người ta sẽ có ba cái từ là trung đông, tính đông và bần đông. Ví dụ như là đây là trung đông là bằng nhau, thì có nghĩa là hai dây này là tương đương nhau. Nếu mà chúng ta vặn vặn lên tí thì tôi vặn lên tí nhá, nó kêu là tính nông, có nghĩa là dây trên nó đang căng hơn dây dưới mà chúng ta hạ bớt xuống. Nhưng mà hạ quá nó thành bần nông nên là chúng ta phải lên tí nữa. Đấy, khi nào so mà nó thành trung đông thì nó bằng nhau hết. Đây, trung đông này. Thì đấy là vị trí của các nốt nhạc ở trên cần đàn của chúng ta. Và bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là làm sao đấy, chúng ta tập nào đấy để chúng ta thuộc được các cái nốt nhạc ở trên cái cần đàn này. Thì thông thường là chúng ta sẽ có hai bài tập, một là bài tập chạy dây là mi fa son la si do re mi fa son la si do re mi fa son. Và thêm cái bài tập cảm âm, đấy là bài ví dụ như là để lên mạng ấy, thì chúng ta sẽ tìm được những cái bài cảm âm kiểu từng nốt đơn như thế để chúng ta đánh, để chúng ta biết được mặt mũi và vị trí của các nốt nó ở đâu và chúng ta bấm cho nó quen tay. Thì đấy là ý nghĩa của